Xã Mễ Sở, huyện Văn Giang có hơn 180 ha hoa cây cảnh, trong đó chủ yếu là quất cảnh. Thời điểm này, không khí tiêu thụ quất cảnh phục vụ thị trường Tết đang rất sôi động. Năm nay, người trồng quất rất phấn khởi vì thời tiết thuận lợi, làm quất bắt mắt, bán được giá. Khắp các tuyến đường nội đồng trên địa bàn xã Mễ Sở những ngày này luôn tấp nập các xe tải của thương lái từ khắp các tỉnh thành trong cả nước về thu mua quất. Dù còn hơn 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán, song đa số quất tại các vườn đều đã được mua hết. Giá quất năm nay nhỉnh hơn so với năm trước. Loại bình dân bán buôn tại vườn dao động khoảng 180 đến 250 nghìn đồng một cây. Còn với loại quất thế với kiểu dáng đa dạng phong phú và được trồng trong các lọ chum, chậu và bề cảnh thì có giá từ 1 đến 20 triệu đồng một cây. Quất Hưng Yên là tương đối là đẹp, từ cây đến thế đến quả. Nó cũng dễ bán nên là anh em năm nào cũng về. Hôm nay đoàn chúng tôi về 6 xe, dự kiến khoảng mùng 10 thì lại về đợt tiếp. Mới về mùng 4 âm 4 xe thì bán cũng được già nửa rồi. Nên là hôm nay anh em lại tiếp tục về lấy để bán hàng phục vụ bà con Tết. Bây giờ thì cũng là đang lúc là ngày hội của quất cũng như là ngày hội hoa của xuân quan ấy thì là chúng tôi rất là phấn khởi, có những thương lái ở các nơi khác về thu mua. Năm nay là quất cũng được giá và cũng thuận lợi, và cây cối năm nay là cũng đẹp hơn mọi năm do thời tiết ủng hộ. Cây quất cảnh mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân địa phương. Năm 2023, giá trị trên 1 hecta trồng quất cảnh của xã Mễ Sở đạt 750 triệu đồng.